Chào quý vị, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, tôi xin giới thiệu bức tranh màn đêm mới nhất của họa sĩ Minh Châu. Mời quý vị cùng chiêm. Mọi người ơi, bức tranh đâu rồi? Gì đây? Tranh đâu? Siêu trộm. Anh Huy ơi, cho hỏi bức tranh màn đêm đâu rồi? Siêu trộm đã lấy cắp nó. Siêu trộm? Ý anh có phải là tên trộm chuyên đi ăn cắp những tác phẩm nghệ thuật không? Đúng là như vậy. Bức danh thiếp này đã nói lên điều đó. Thật lòng xin lỗi quý vị vì đã để quý vị lặn lội đường xa tới đây mà lại phải chờ đợi lâu mà vẫn không được chiêm những bức tranh này. Anh Huy này, có chắc rằng siêu trộm đã ra tay hay không? Hay chính anh là người đã tạo nên vở kịch này? Thực tế, tất cả những người ngồi ở đây, chúng tôi không hề nhìn thấy tên siêu trộm đã ra tay và chúng tôi cũng chưa được gặp chính tác giả. Tại sao tôi phải làm như vậy? Thôi được rồi. Cho họa sĩ Minh Châu ra đây. Mong quý vị thông cảm. Tại vì họa sĩ Minh Châu bị mù, thế nên là cô ấy rất là ngại đứng trước đám đông. Họa sĩ Minh Châu thật kìa. Bình thường ấy, cô ấy không bao giờ xuất hiện trong tất cả các buổi triển lãm. Rất xin lỗi mọi người, bức tranh màn đêm mà tôi vẽ đã bị đánh cắp. Hiện tại tôi đang vẽ một bức tranh mới, tên của nó lần này sẽ là Ánh Sáng. Rất xin lỗi và cảm ơn quý vị đã đến đây. Khi nào bức tranh Ánh Sáng được hoàn tất, tôi sẽ gửi thiệp mời đến cho quý vị. Còn bây giờ mời mọi người qua đây nhận quà lưu niệm. Đến rồi đấy à? Tôi chờ cậu hơi lâu đấy. Màn đêm thì nên được chiêm ngưỡng vào ban tối. Có phải không? Tốt lắm, cậu giỏi thật đấy. Đúng là không thứ gì mà cậu không thể nào lấy được. Không cần phải nói thừa, tiền của tôi đâu? Cầm đấy, thưởng thêm cho cậu. Tuyệt, bức tranh này rất đẹp, phải không? Đúng vậy đấy, quả là một tuyệt phẩm. Khách hàng nước ngoài sẽ tranh nhau mua đến mức vỡ đầu, vì họ không thể nào ngờ được một họa sĩ mù mà có thể tạo ra được một tuyệt tác như thế này. Anh này, chưa chắc cô ta đã mù đâu. Biết đâu đấy chỉ là chiêu trò để cô ta câu thêm khách hàng thì sao? Này, đừng có mà xúc phạm cô Châu. Tôi là fan hâm mộ của cô ấy đấy. Fan hâm mộ à? Lần đầu tiên tôi thấy một fan hâm mộ lại có thể đi bắn đứng cả thần tượng của mình như anh ấy. Nghề chọn người thôi. Mà này, tôi có một vụ lớn nữa dành cho cậu đấy. Sao? Muốn tôi trộm thứ gì? Là bức tranh mới của họa sĩ Châu, tên là Ánh Sáng. Lạ thật đấy, bức tranh ấy vẫn còn chưa hoàn thiện xong, chưa biết xấu, đẹp thế nào. Thế mà vẫn có khách hàng đặt mua trước à? Cậu phải hiểu ấy, cô Châu là một người rất có tài. Tranh mà cô ấy vẽ, không có chuyện xấu đâu. Tôi hiểu, anh cứ yên tâm. Tôi đã làm được một lần, chắc chắn lần thứ hai sẽ không có sai sót. Ok. Mày đây rồi.
ánh sáng. Tại sao lại trắng tinh như này? Ta chưa vẽ được gì sao? Ai đây? Chào cô. Tôi là thợ làm vườn, mới được huy tiền vào. Thế sao anh lại ở đây? Anh đi lạc à? À không, tôi biết đây là phòng vẽ tranh của người nổi tiếng, thế nên là tôi muốn vào đây để xem thử. Anh thật thà quá đấy, anh không sợ mất việc à? Cô đừng nói với anh Huy nhé. Tôi đang nợ tiền trọ 3 tháng. Anh ta mà tống cổ tôi đi là tôi cũng mất trọ luôn. Được, nhưng mà từ sau anh đừng có tự ý vào đây khi không có người nữa. Tôi biết rồi. Mà cô này, tôi lỡ tay xem mất bức tranh, nhưng mà hình như là cô chưa vẽ xong. Tôi nghe nói là cuối tháng này đã triển lãm tranh ánh sáng rồi. Tôi chưa có cảm hứng, cho nên chưa vẽ được. Mà anh thì đã vội vàng hứa trước với người ta rồi. Vậy thì tôi nghĩ là cô phải nhanh lên, bởi vì sắp đến hạn. Cô này, thỉnh thoảng tôi có thể vào đây để xem cô vẽ tranh được không? Được, anh cứ ghé thôi. Đằng nào tôi cũng đâu có nhìn thấy gì. Thế tốt quá. À, ý tôi là tôi rất thích, bởi vì tôi cũng rất thích tranh. Cảm ơn cô. Thôi, không làm phiền cô nữa, tôi đi tỉa cây đây. Tặng cô đấy, sen đá. Cảm ơn anh, chắc là đẹp lắm nhỉ? À, cũng đẹp. Tôi nghĩ là cô không nhìn thấy, thế nhưng mà chắc là cũng cảm nhận được cái đẹp. Chắc là đắt lắm. Cái gì cơ? Tôi nói chậu sen đá này, chắc đắt lắm nhỉ? Cũng không đắt đâu. Thật ra là cái sen đá này nó bị thừa ra ở trong vườn. Tôi đem bỏ vào chậu xong rồi tặng cho cô đấy, không tốn tiền. Dù sao cũng cảm ơn anh. Anh làm cái trò gì đấy? Chị My, có chuyện gì thế hả chị My? Anh mở cái túi của anh ra xem, anh vừa nhét cái gì vào đấy? Này, ý cô bảo tôi là thằng ăn trộm đấy à? Chị My ơi, chắc chị hiểu nhầm rồi. Anh không phải là người xấu đâu. Em không nhìn thấy gì, làm sao mà biết ai tốt ai xấu được. Anh ta lợi dụng em mù để ăn cắp đấy. Không phải đâu, em tin tưởng anh Vanh. Muốn biết là có ăn cắp hay không thì cứ mở cái túi ra mà xem. Sao cô vô lý thế nhỉ? Sao? Hài lòng chưa? Rõ ràng là lúc nãy tôi nhìn thấy anh bỏ bức tượng vào đấy cơ mà. Chắc chị nhìn nhầm rồi. Em đã nói anh không phải là người xấu mà. Cô My này, theo tôi thấy thì có lẽ là mắt cô Châu còn sáng cả mắt cô ấy. Này, làm vườn thì lau mà làm vườn đi, đừng có đứng ở đây nữa. Anh mà làm hỏng bất kỳ một cái cây nào á, tôi sẽ bảo anh Huy trừ lương anh đấy. Anh thông cảm nhé, chị My gần như là quản gia ở đây, cho nên hơi khó tính. Không sao đâu, nói chung là tôi không phải người xấu, thế nên là không có gì phải sợ. Anh đưa tôi ra đây làm gì vậy?
Nói thật với cô là nhìn thấy cô ngồi cả ngày ở trong phòng mà không vẽ được cái gì, tôi cảm thấy rất là sốt ruột. Thế nên là tôi quyết định là đưa cô ra đây để cảm nhận thiên nhiên, cho cô cảm hứng để sáng tác. Nhưng mà tôi cũng đâu có nhìn thấy gì. Đâu cần phải nhìn thấy gì, cô chỉ cần nghe những tiếng chim hót và cảm nhận những làn gió thoáng qua da thôi là được. Anh nói đúng, gió ở đây mát thật đấy. Thế nên tôi mới đưa cô ra đây chứ. Tôi đọc sách cho cô nghe nhé. Anh cũng đi đọc sách sao? Cô đừng có bao giờ khinh thường người khác. Tôi là đọc sách hơi bị nhiều đấy. Cái lời nói đầu này có phải đọc không nhỉ? Hay là thôi, đừng đọc sách nữa. Anh nghe tôi kể chuyện đi. Cũng được. Thế cô kể đi. 5 năm trước, cả nhà tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông. Câu chuyện này có vẻ là nhiều nước mắt đấy. Sau vụ tai nạn đấy, tôi bị mù. Anh Huy là anh họ của tôi, biết tôi có năng khiếu hội họa, cho nên đã chăm sóc và cho tôi được vẽ tranh. Anh Huy của cô như thế là người tốt đấy. Anh ấy lại còn biết làm kinh tế nữa. Cái phòng triển lãm tranh của anh ấy làm ăn rất là phát tài đấy. Có chuyện gì mà vui thế? Anh Huy này, thật ra tôi thấy Châu ngồi cả ngày ở trong phòng cũng không ổn. Thế nên là tôi đưa Châu ra đây để cô ấy có cảm hứng sáng tác. Cảm ơn cậu nhá. Từ lúc mà bị trộm mất bức đêm đen ấy, là Châu bị suy sụp tinh thần, bây giờ vẫn chưa lấy lại được. Mà Châu này, em cũng đừng lo lắng quá nhá. Đừng có tự áp lực bản thân như thế. Nếu mà cảm thấy bí quá ấy, thì cứ bảo với anh sẽ rời ngày triển lãm. Em không sao đâu ạ. Ngoài vẽ tranh ra, em cũng đâu có biết làm gì. Hay là em có muốn đi đâu không? Để anh cho em đi. Thôi ạ, em thích ở nhà hơn. Với cả dạo này có anh Vanh trò chuyện cùng, em vui lắm. Thế cũng tốt. Cảm ơn cậu nhá. Từ ngày bị tai nạn đến giờ, con bé không có ai để bầu bạn cả. Dạ, không có gì đâu. Thật ra là tôi cũng muốn có người thưởng thức khu vườn của mình. Anh Huy. Hôm nay Châu không đến đâu. Thế nên là cậu đừng có tự tiện vào phòng tranh của nó nhá. Nó không thích đâu đấy. Châu đi đâu thế ạ? Nó đi du lịch rồi. Nó bảo là trong người cảm thấy bí bách, thế nên là tôi nhờ bạn của nó đưa nó đi du lịch trên Sapa rồi. Dạ vâng ạ. Thật ra là tôi cũng định đưa Châu ra khu vườn để xem hoa hồng mới nở. Dạ thì thôi, tôi xin phép vào làm việc tiếp ạ. Đi đâu đây? Cô My này, anh Huy bảo là muốn gặp cô, có việc gấp đấy. Gặp tôi á? Thế sao anh Huy không gọi cho tôi mà phải nhờ anh chuyển lời? Ô, tôi biết đâu được, tin hay không tùy cô. Đừng có đụng vào tôi đấy nhá. Cô Châu ơi, cô còn sống không vậy? Cô Châu ơi. Anh Vanh. Uống chút nước đi. Sao cô lại nằm ở đây? Anh họ cô bảo là cô đi du lịch nước ngoài cơ mà. Tôi làm gì được đi du lịch. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn ở phòng tranh này thôi. Tức là cô bị giam lỏng à? Hôm qua tôi nói là tôi không thể vẽ được bức ánh sáng. Anh Huy đã giam tôi ở phòng này, không cho tôi ăn uống cho đến khi tôi chịu vẽ. Bảo sao cô không bao giờ chịu rời khỏi căn phòng này, cũng không giao tiếp với ai cả. Hóa ra là do tên Huy giở trò à? Anh Huy giữ hết tiền bạc, điện thoại. Tôi thì bị mù, không thể liên lạc được với ai cả.
Trong cái khu tranh này có rất nhiều người, sao cô không thử tìm sự trợ giúp của ai đó, biết đâu có ai sẽ giúp cô thì sao? Anh nghĩ là tôi chưa từng thử à? Xinh quá. Xinh thật không chị? Thật mà. Lâu lắm rồi em không nhìn thấy hình ảnh của mình. Em cũng sắp quên mất bản thân trông ra sao rồi. Sao người tài hoa mà lại bạc mệnh thế không biết nữa. Trả bù cho mấy đứa em ăn chơi quậy phá của chị đã vô dụng rồi, lại còn báo đời nữa. Ở nhà có ai không hả chị? Không. Làm gì có ai đâu. Chị My ơi, chị My ơi, chị cứu em với. Anh Huy giam lỏng em ở đây, bắt em vẽ tranh. Chị cứu em, chị đưa em ra khỏi đây với. Sao lại thế? Chị thấy anh Huy đối xử với em rất tốt cơ mà. Ngay cả chị là người ngoài còn thấy cảm động nữa cơ. Không phải đâu. Anh Huy chỉ xem nó như công cụ thôi. Chị My, chị hãy cứu em ra khỏi đây, chị nhớ. Thôi được rồi, em ngồi đây đợi nhá. Chị đi báo công an ngay. Dạ vâng ạ. Chị My. Bố ăn xào đá bát này. Tao cứ mang mày, mày dám phản bội tao như thế à? Hả? Chị My, tại sao lại như vậy? Hả chị My? Chị xin lỗi nhá. Em thông cảm cho chị. Anh Huy trả lương cho chị nên là mà em cũng biết rồi đấy. Chị còn phải nuôi nguyên một dàn báo thủ ở nhà nữa. Bây giờ chị mà mất việc, khéo chúng nó ra đường ăn trộm ăn cắp mất. Mà em ở đây cũng sung sướng hơn chị nhiều mà. Ít ra thì em không phải lo đến cơm ăn áo mặc. Mà bây giờ em thì đang bị mù nữa. Ra đường mà không có anh Huy em không sống được đâu. Chị thôi đi, chị đừng có nói nữa. Mày nghe thấy người khác nói gì về mày chưa? Cái loại tàn phế như mày ấy, không có tao để mày chết từ lâu rồi mày biết chưa? Tôi sống như bây giờ thì có khác gì đã chết đâu. Thà anh để tôi chết quách cái cho xong. Tôi nói thẳng cho mày biết luôn nhá. Xung quanh đây toàn là người của tao thôi. Thế nên là không ai dám giúp đỡ mày đâu. Nếu như để tao phát hiện ra thêm bất cứ lần nào mày muốn bỏ trốn ấy, tao sẽ bán mày sang nhà chứa hoặc là bán sang biên giới đó, mày biết chưa? Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tao. Châu, chị xin lỗi em. Anh Vành, tôi biết anh là người tốt. Anh hãy tìm cách đưa tôi ra khỏi đây, được không? Tôi xin lỗi, tôi chỉ là một người làm vườn thôi. Tôi không giúp được cô đâu. Theo tôi thì cô nên tập trung vẽ bức tranh ánh sáng đi. Có thể là anh Huy sẽ tha cho cô đấy. Còn bây giờ tôi phải té đây. Cái bà My kia quay về rách việc lắm. Tên làm vườn đấy đúng là đáng nghi thật đấy. Hắn ta dám đánh lạc hướng tôi để vào gặp Châu. Mà sao anh lại dám để cho hắn ta đi loanh quanh trong xưởng vẽ xong rồi gặp riêng Châu như thế? Cô, đúng rồi. Dù sao ấy thì vẽ tranh cũng cần có cảm hứng đúng không? Bây giờ nó sẵn sàng làm việc đấy cho tôi một cách hoàn toàn không lấy công thì tại sao tôi không để cho nó làm? Nhưng mà anh không sợ là hắn ta dắt Châu đi mất à? Lo cái gì? Con bé đấy chỉ cần nhón bước chân ra ngoài cổng ấy, là tôi phát hiện ra ngay. Cả kể hắn ta ấy cũng sẽ không bao giờ thoát được cả. Mà một cái thằng như nó thì dẫn một con mù đi đâu được chứ? Làm được cái trò trống gì? Nó cũng chỉ nhào kết xác là một cái thằng làm vườn thôi mà, đúng không? Anh đúng là thâm độc thật đấy. May mà tôi không có họ hàng nào như anh đấy nhá. Thế thì tôi mới là chủ của cô chứ. Em gái, em đã vẽ xong bức tranh rồi à? Anh nghe được cái thông tin đấy là anh chạy đến đây luôn đấy. Tôi đâu dám chỉnh mảng. Nếu không, anh sẽ lại bỏ đói tôi mất. Em gái,
Em nói cái gì đấy? Anh làm sao mà anh dám bỏ đói em được? Chẳng qua là anh đang muốn tạo cho em chút động lực thôi mà. Chẳng phải là em đã hoàn thành bức tranh rồi sao? Đúng, tôi đã hoàn thành bức tranh rồi. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ giao nó cho anh đâu. Em Này con trò cái này, mày bị điên à? Anh cứ giết tôi đi, đừng hòng tôi vẽ bất cứ thứ gì cho anh nữa. Mày được, tao sẽ bán mày đi làm điếm. Mày không thích vẽ tranh gì, thế thì tiếp khách mà kiếm tiền nhá. Nhưng mà trước khi mày đi tiếp khách ấy, bố ấy phải cho mày một trận. Mày đánh hay lắm, đánh tiếp đi chứ. Mày sao mày vào được đây? Camera không có hình ảnh của mày à? Này, anh nghĩ rằng mấy cái món đồ trẻ con của anh có thể cản bớt được tôi à? Anh coi thường một người làm vườn quá hay. Cô Châu này, tôi đã quay được hết đoạn clip mà anh ta bạo hành cô. Tôi sẽ gửi nó cho công an. Lúc đấy, hắn ta sẽ phải đền tội. Và tất cả những thứ đáng nhẽ thuộc về cô sẽ được trả lại. Thì ra là hai đứa chúng mày cùng một ruột à? Em Huy, anh nghĩ rằng tôi không thể đưa Châu ra khỏi đây. Tôi thừa sức có thể làm được việc đó, nhưng tôi không muốn. Tại sao tôi lại phải đưa Châu ra khỏi đây, trong khi đáng lẽ ra cả cái xưởng tranh này phải thuộc về cô ấy? Còn người phải cút đi. Và mày ấy. Mày nào, ăn mừng hoàn thành bức tranh thôi. Ơ, sao lại ở đây? Đúng rồi, cho mày chết. Thả tao ra. Con khốn này, hóa ra từ trước đến giờ là mày lừa tao à? Cô không mua à? Nếu không muốn bị truy cứu chuyện quá khứ thì báo cảnh sát đi. Tôi gọi ngay đây. Con kia, đứng lại, thả tao ra. Hóa ra từ trước tới giờ là cô lừa tôi. Không phải, ban đầu tôi cũng nghĩ tôi bị mù thật. Nguyên nhân tôi bị mù là do máu bầm tụ trong não. Nhưng mà về sau, khi một cục máu tan dần, tôi lại dần lấy lại ánh sáng. Thế mà cô còn cứ giả vờ. Tôi phải làm vậy để Huy mất cảnh giác. Tôi chỉ có một mình, dù mắt có sáng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tôi mới là người không phải là đối thủ của cô. Hóa ra là từ trước tới giờ, những lần mà tôi trộm đồ là cô thấy hết à? Tôi còn biết anh là siêu trộm cơ. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh vì đã chọn từ bỏ bức tranh để cứu tôi. Cô nói cứ như thể là bức tranh vẫn còn. Sao lại không nhỉ? Bức tranh mà tôi xé chỉ là một bản copy mà tôi vẽ bừa lên thôi. Cao thủ, cô còn hơn cả siêu trộm nữa. Bức tranh này tôi tặng lại cho anh. Dù bây giờ mắt tôi đã sáng, nhưng mà chắc là giá của nó cũng không giảm đâu. Coi như là lời cảm ơn của tôi đối với anh. Cảm ơn cô, tôi không dám nhận bức tranh này đâu. Và từ bây giờ tôi cũng sẽ không trộm cắp nữa. Không làm trộm cắp nữa. Vậy anh có muốn làm thợ làm vườn của tôi không? Tôi thấy anh có năng khiếu đấy. Mặc dù lương không thể cao như siêu trộm được. Chào bà chủ.